Ngày 20 tháng 7 năm 1969, phi hành gia Neil Armstrong và Buzz Aldrin đã trở thành những người đầu tiên đổ bộ lên mặt trăng. Đó là bước chân nhỏ của một người, nhưng là bước tiến dài của cả nhân loại. Về bản chất, con người trên mặt trăng giống như những người ngoài hành tinh đến trái đất từ một thế giới khác. Điều làm chúng ta từng coi là khoa học viễn tưởng, nhưng giờ đây, mọi thứ đã rõ ràng là hiện thực. Nếu như loài người có thể vượt không gian để tới thiên thể khác, thì những sinh vật từ hành tinh khác rất có thể đã viếng thăm địa cầu lắm chứ. Trong thời đại mà những vụ chứng kiến UFO ngày một nhiều, đã nổi lên một giả thuyết mới. Đó là những người ngoài hành tinh đã từng viếng thăm địa cầu ở thời kỳ xa xưa và họ được người trái đất coi là đấng thần thánh. Nếu điều đó là thật, thì có bằng chứng hay không? Câu trả lời có lẽ là có. Tất cả những gì chúng ta cần làm là quan sát tinh tường và tháo bỏ đầu óc chúng ta khỏi những cái cũi thành kiến đã tồn tại bấy lâu. Khi đó, những bằng chứng này sẽ hiện hữu ngay quanh ta. Vậy, những người ngoài hành tinh thời cổ đại, họ là ai? Tại sao họ lại đến trái đất? Họ đã để lại những gì? Họ đã đi đâu? Và họ có quay trở lại hay không? Hãy cùng Việt Cường tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi trên qua series Người ngoài hành tinh thời cổ đại. Phần 1. Những cỗ xe, thần thánh và thế giới khác. Tháng 5 năm 2008, một tuyên bố gây chấn động phát đi từ Vatican. Lần đầu tiên trong 2.000 năm lịch sử của mình, nhà thờ Thiên Chúa Giáo thừa nhận rằng có thể có sự sống thông minh tồn tại trên các hành tinh khác. Và đó là lời khẳng định rằng niềm tin vào người ngoài trái đất không hề trái với đức tin vào Chúa Trời. Điều đó có nghĩa là ngày nay chúng ta đang tiến vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên mà vũ trụ cùng sự hình thành và phát triển của nó bắt đầu được nhận thức theo cách hoàn toàn khác so với trước đây. Nếu chúng ta đã có thể đặt chân lên những thiên thể khác, thì tại sao không thể coi việc những sinh vật khác trong vũ trụ, khi mà có thể họ đã từng thăm viếng địa cầu và truyền dạy văn hóa ở những thời kỳ xa xưa là hiện thực? Ngoài ra, đó cũng phần nào là bước ngoặt trong tư tưởng tín ngưỡng của loài người. Có khi nào nhà thờ bị ảnh hưởng bởi những khám phá khoa học gần đây? Trở lại với sự kiện gây chấn động cộng đồng khoa học năm 2002, khi phi thuyền thăm dò sao Hỏa Odyssey đã phát hiện trữ lượng băng khổng lồ bên dưới bề mặt sao Hỏa. Sự tồn tại của băng và khả năng có nước trên bề mặt hành tinh đỏ cho thấy sự sống có thể tồn tại hay thậm chí là sinh sôi trên các hành tinh khác, mặc dù chúng ta đã không thể tìm thấy sự tồn tại của những người sao Hỏa như kỳ vọng ban đầu. Những khám phá này đã mở ra một niềm tin mãnh liệt trong cộng đồng khoa học cũng như trong công chúng rằng những điều kiện để nuôi dưỡng sự sống tồn tại khắp nơi trong vũ trụ, ít nhất là chúng đã tồn tại đến hai lần trong hệ mặt trời, một ở trái đất và một trên sao Hỏa. Sau nhiều thập kỷ đưa lên quỹ đạo tàu không gian và xe tự hành robot, ý tưởng đưa con người trở lại không gian để tới sao Hỏa và các hành tinh khác đã thắp sáng trí tưởng tượng và khai sinh ra ý niệm rằng loài người và sinh vật ngoài trái đất đã từng gặp nhau trong quá khứ. Tác giả của thuyết phi hành gia thời cổ đại, ông Erik von Däniken, một tác giả, một nhà nghiên cứu về các phi hành gia thời cổ đại nổi tiếng trên thế giới đã chia sẻ rằng thuở niên thiếu, ông được giáo dục như một tín đồ công giáo và đã tiến hành nghiên cứu nhiều phần kinh sách. Chẳng hạn, Quấn Sáng Thế Ký có đoạn trích: trước khi Thiên Chúa giáng xuống ngọn núi Thánh, Moses được phán truyền xây dựng một đập chắn quanh núi. Nếu trái lệnh thì dân tộc Do Thái sẽ bị nguyền rủa. Ông nói rằng mình đã rất choáng váng và thầm nghĩ: điều đó không thể nào. Đức Chúa chưa bao giờ dùng đến đập chắn để tự bảo vệ mình hay bảo vệ cho dân Do Thái, bởi vì Ngài là toàn năng và có thể quyết định mọi điều mình muốn. Vậy thì họ đang nói đến điều gì? Nói cách khác, đó là sự khởi đầu của những ý tưởng tuyệt vời. Ông đã bắt đầu đọc cả ngàn trang sách về sự khởi đầu của các tôn giáo, về từng câu chuyện truyền thuyết luôn là những câu chuyện giống nhau. Dĩ nhiên có khác về những cái tên, về các nhân vật.
Những câu chuyện đó có mô típ như: ai đó giáng hạ từ trên trời đến với loài người. Người ta tin rằng đó là những đấng thần linh. Khi đó trong đầu nhà khoa học tương lai đã nảy lên một câu hỏi đã theo ông suốt cả cuộc đời: phải chăng nhân loại sơ khai chịu ảnh hưởng từ người ngoài trái đất, chứ không phải từ các đấng thần thánh? Và nếu điều đó đã thực sự diễn ra, thì chúng ta có thể tìm kiếm bằng chứng ở đâu? Ngoài những bằng chứng bằng hình ảnh, cổ vật và khảo cổ học, còn có cả những thứ xuyên suốt mọi nền văn học, hàng trăm dấu hiệu mà bạn không thể phủ nhận. Điều đó có nghĩa là chúng ta cần có những lý giải mới về nguồn gốc loài người, rằng có thể chúng ta không còn đơn độc trong vũ trụ, rằng những sinh vật giống người đã tới hành tinh này từ đâu đó trong vũ trụ bao la rộng lớn ngoài kia. Bản thân tôi cho rằng đó là một ý tưởng tuyệt vời. Một người bị cuốn hút thật sự bởi cách nhìn mới mẻ về quá khứ, cách nhìn về các nền văn minh thời cổ đại. Và nó đã đặt thời đại không gian ngày nay vào hoàn cảnh đảo ngược mọi khái niệm. Một bằng chứng có thể nằm trên sa mạc Nazca ở Peru, trên vùng bình nguyên trải rộng gần 50 dặm. Tại đó có vô số những dạng hình học và hình vẽ tạo nên quang cảnh ngoạn mục mà chỉ được quan sát thấy khi ngồi trên máy bay. Khi bay trên sa mạc Nazca, chúng ta có thể quan sát thấy những tuyến đường trông như những đường băng. Chúng bắt đầu và kết thúc một cách đột ngột. Đường băng dài nhất là 33 km, có hình dạng một đường thẳng gần như hoàn hảo. Và cuối cùng, ở một trong những cái gọi là đường băng này, bằng sự phối hợp những đường kẻ lớn và đường kẻ nhỏ, chúng ta có thể nhìn thấy những hình vẽ khổng lồ trên mặt đất. Những hình vẽ cá, khỉ, nhện, hình người. Nhưng với kích thước khổng lồ của mình, chúng chỉ có thể được quan sát trọn vẹn từ trên không. Rất có khả năng những ai đó khi tạo ra những hình vẽ này đã cho rằng chúng là một tác phẩm nghệ thuật vĩ đại. Những hình vẽ này giống như một thông điệp với những người đang nhìn xuống từ bầu trời rằng: xin chào trên đó, chúng tôi ở đây. Với con người hiện đại ngày nay, những hình vẽ này thực sự đã gây bối rối trong cộng đồng khảo cổ. Hàng loạt giả thuyết gây tranh cãi đã được nêu ra rằng những đường kẻ đó được dùng để tìm nước ngầm, lịch thiên văn khổng lồ hay đường đi, và cũng có khi phục vụ cho thế lễ. Tuy nhiên, chưa hề có giả thuyết nào nhận được sự công nhận rộng rãi của số đông. Nhìn xuống Nazca từ trên không, toàn bộ cảnh quan này nó giống như một sân bay. Đúng là vậy, bởi vì bạn có thể thấy tất cả những đường kẻ này, những đường kẻ rộng, trông như những đường băng đan xen nhau. Ngoài ra, bạn cũng thấy những đường thẳng trải dài đến nhiều dặm, băng qua những thung lũng và những ngọn núi. Và một lần nữa, bạn lại có ý nghĩ: vậy thì ai đó tạo nên thứ này nhằm mục đích gì? Có phải những thứ này dành cho thần thánh và phương tiện không gian hạ cánh nơi đây? Hay đại loại như vậy? Bởi chúng ta không thể trả lời được câu hỏi tại sao người ta tạo ra những thứ này. Và thật ra, những hình ảnh này trông giống như đang cố gửi đi tín hiệu tới ai đó ở trên không trung, trong không gian, hay đang bay quanh hành tinh chúng ta. Tạm gác lại những hình vẽ ở Nazca, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một hiện tượng văn hóa rất thú vị xuất hiện trong thế kỷ trước, mà có thể làm bạn giật mình khi so sánh với những câu chuyện đã từng được kể từ thời thơ ấu. Trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, lính Mỹ đã lập những căn cứ không quân trên các hòn đảo xa xôi ở Thái Bình Dương. Với những thổ dân chưa bao giờ được thấy công nghệ hiện đại, thì cảnh tượng những con chim sắt khổng lồ đậu xuống khiến họ nghĩ rằng đó là các đấng thần linh giáng xuống địa cầu trên những con đường thẳng tắp. Họ thấy những máy bay cỡ lớn này hạ cánh, và nó có những công nghệ mà chỉ có thể đến từ ngoài bầu trời. Họ không biết tại sao chúng làm được như thế. Họ chỉ biết được chúng đáp xuống mà thôi. Và họ thích thú chúng vì đâu? Họ được chia đồ ăn, họ được phân phát hàng hóa. Rồi đột nhiên, khi chiến tranh kết thúc, tất cả những đường băng này bị bỏ hoang và những người đó rời đi. Thổ dân trên đảo bối rối và ngồi lại với nhau. Ôi chao, thích thú làm sao khi những thứ đến từ bầu trời kia đem lại cho chúng ta ngô hạt, thịt bò đóng hộp và vật dụng. Họ thật sự thích những món đó, và rồi cả một thứ tôn giáo đã khởi sinh từ đây. Sự thực, các thầy mò đã nói rằng đó là tổ tiên đã khuất của chúng ta mang đến cho chúng ta vật dụng. Chính vì những thứ họ được nhận khiến họ đi tới sân bay cũ đó, rồi dựng lên ở đó những mô hình máy bay bằng gỗ để cố làm cho những máy bay kia quay lại từ bầu trời và lại tiếp tục phân phát cho họ ngô hạt và thịt bò đóng hộp.
bạn có thể thấy sự tương đồng diễn ra chính xác theo kịch bản các nhà du hành vũ trụ thời cổ đại cũng có thể dễ dàng xảy ra trong quá khứ, và cả một tôn giáo có thể được tạo dựng từ cuộc đổ bộ thời xa xưa. Nhưng những hình vẽ khổng lồ cổ xưa không phải là bí ẩn duy nhất bao trùm lên Nazca. Những bức ảnh chụp từ trên không đã chứng minh rằng ở Nazca có những ngọn núi được làm phẳng nhân tạo. Tại sao lại có thể khẳng định những ngọn núi này được làm phẳng nhân tạo? Bởi nếu chúng ta so sánh nó với những ngọn núi khác ở đó, những ngọn núi từ cả hai bên, nó phẳng hoàn toàn. Xung quanh hai bên sườn núi là những mảnh đất đã vỡ, những thứ còn lại của phần đỉnh núi đã bị bạt đi. Với một ngọn núi mà chúng ta chẳng thể thấy phần đỉnh của nó ở đâu cả, không có ở thung lũng bên dưới. Vậy điều gì đã xảy ra với phần đỉnh đó? Bởi vì tất cả những ngọn núi xung quanh đó đều có đỉnh. Rồi bạn thấy những ngọn núi khác phẳng như mặt bàn, với những dải đường kẻ trên đỉnh trông giống như những đường bậc. Tất cả điều này có thể gợi cho chúng ta một ý tưởng rằng chúng hoàn toàn không phải là những hoạt động địa chất tự nhiên trong quá trình hình thành địa hình. Một câu hỏi khác, tại sao những sinh vật ngoài trái đất lại vẽ những hình vẽ khổng lồ này lên sa mạc khô cằn ở Peru? Chúng ta có một giả thuyết đáng lưu tâm. Người ta cho rằng nếu phi thuyền không gian đến trái đất và muốn khai thác một thứ tài nguyên nào đó, Nazca sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo. Bởi vì Nazca đến nay vẫn được coi là nơi bị bỏ phí nhất trên thế giới về nguyên liệu thô. Ở đó bạn có thể tìm thấy mọi thứ, thấy vàng, thấy uranium và tất cả những thứ cơ bản mà bạn biết về hành tinh trái đất. Khi bạn tới Nazca, ngay lập tức sẽ biết mọi thứ về những gì mà hành tinh chúng ta có. Tất cả những nguyên liệu thô đều tập trung ở đó với trữ lượng lớn. Sẽ là thật kỳ cục khi tin rằng nếu những công trình nghệ thuật khổng lồ này được tạo nên ở Peru, thì người Peru được coi là tác giả của chúng. Và cần phải nói rằng, một công trình nghệ thuật quy mô lớn đến thế không thể đơn thuần được tạo nên theo ý muốn của những con người trên mặt đất. Nói đúng ra là những đường kẻ Nazca là quá lớn so với con người chúng ta, khi mà chúng chỉ có thể nhìn thấy được trọn vẹn bởi những người có khả năng bay trên bầu trời của vùng sa mạc này. Việc chúng ta không hiểu rõ mục đích của một sự việc sẽ dẫn ta vào những suy đoán khác thường. Sa mạc Nazca và những hình vẽ chẳng mang lại ý nghĩa gì khi nhìn từ mặt đất, mà bạn phải bay phía trên nó. Những dấu hiệu được tạo ra cho ai đó có khả năng bay trên không, không còn cách lý giải nào khác. Tôi hy vọng sớm hay muộn, khảo cổ học cũng sẽ đưa ra kết luận giống như những gì mà chúng ta vừa phân tích. Nhưng nếu những vị khách đến từ vũ trụ được coi là đấng thần thánh, vậy chúng ta có ghi chép gì về họ hay không? Có lẽ câu trả lời được tìm thấy ngay trước mắt chúng ta, ở một trong những nơi gây sốc nhất. Chớ trêu thay, niềm tin rằng địa cầu đã từng được viếng thăm trong quá khứ bởi những sinh vật đến từ hành tinh khác lại không hề trái với đức tin vào Chúa và Kinh Thánh. Đó chỉ đơn thuần là vấn đề về cách lý giải. Trong Kinh Cựu Ước của các tín đồ Thiên Chúa giáo có những ghi chép về Đức Chúa Trời và các thiên thần giáng xuống trần gian. Đôi khi những lần giáng hạ này kèm theo những tiếng ồn khủng khiếp và những đám khói mù mịt. Trong cuốn Kinh Tiên Tri của mình, nhà tiên tri nổi tiếng Ezekiel khẳng định rằng mình đã được chứng kiến sự giáng hiện của người nhà trời. Họ giáng hạ từ bầu trời trên một cỗ xe bay kỳ lạ. Đó là mô tả cực kỳ chi tiết về vụ chứng kiến sinh vật lạ. Thật ngạc nhiên, Ezekiel không chỉ mô tả những gì mình nhìn thấy, mà còn mô tả những gì ông nghe được. Ezekiel mô tả toàn bộ sự việc theo cách nhìn đối với Đức Chúa. Nhà tiên tri cũng mô tả chi tiết những sinh vật bốn khuôn mặt, có cánh, có hình dạng như người, vỏ đi trên một cỗ xe có bánh xe sáng loáng. Ezekiel mô tả tiếng ồn phát ra từ những cái cánh giống như tiếng ầm ầm của nước lớn. Ezekiel nhìn thấy những bánh xe trong bánh xe. Với con người hiện đại ngày nay, hình ảnh này có vẻ giống như sản phẩm công nghệ cao hơn là những gì đó siêu nhiên. Và chúng ta có thể nhận định rằng người của 3.000 năm trước không thể hiểu được sự khác biệt giữa siêu nhiên và công nghệ cao. Điều này có thể hiểu tương tự như việc con người của 200 năm trước sẽ coi việc video call với ai đó cách 1.000 dặm theo thời gian thực là siêu nhiên, còn chúng ta coi đó là công nghệ vậy. Còn gì khác nữa ngoài cảnh giáng hiện của Ezekiel dưới con mắt của người sùng tín? Nếu có căn cứ khoa học cho những thứ đó thì sao? Joseph Bramrich là kỹ sư trưởng tại NASA, nhà tiên phong trong sứ mệnh tàu Mariner thám hiểm sao Hỏa.
ông cũng là người phụ trách cơ cấu đổ bộ của phi thuyền Mariner. Ông từng chia sẻ lại rằng, ý tưởng thiết kế được sử dụng cho phi thuyền Mariner để hạ cánh xuống sao Hỏa đã đến với ông từ việc đọc bản kinh thánh, mà trong đó người ta nói về những bánh xe trong bánh xe. Nên ở đây, bạn có thể thêm một minh chứng khác về người ưa tìm tòi giải thích được những ý tưởng này. Một nhân vật khác trong kinh thánh cũng đáng được nhắc tới, đó là Enoch. Enoch không phải là nhân vật chính trong kinh thánh. Trong kinh Cựu Ước, bạn chỉ có thể tìm thấy một câu chuyện duy nhất về ông. Nhưng giữa những dòng kinh ngụy tác có rất nhiều cuốn sách liên quan đến ông. Bạn có thể tìm lấy cuốn sách của Enoch. Chúng tôi sẽ có video giới thiệu cụ thể hơn về cuốốn sách này. Mời các bạn theo dõi trên kênh Vũ Trụ Nguyên Thủy để có thông tin chi tiết hơn. Trong cuốn sách, Enoch là người đầu tiên của thời cổ đại viết ở ngôi thứ nhất. Tôi đã thấy, tôi đã nghe, tôi đã ở đó. Trong một thư tịch cổ, người được cho là ông nội của Noah đã kể lại rằng ông được Chúa Trời đưa đi theo đến 300 năm. Ông được đưa lên trời, ở đó ông gặp Đấng Tối Cao. Người được gọi là Đấng Tối Cao trong tôn giáo chính là Chúa Trời. Ông gặp Đấng Tối Cao và Đấng Tối Cao đó đã căn dặn những người tùy tùng: các người hãy dạy cho chàng trai này biết ngôn ngữ của chúng ta và hãy dạy cho cậu ta để có thể viết sách. Dĩ nhiên, ông phân biệt những người lạ này bằng tên gọi. Ông trích dẫn họ theo tên. Ông biết công việc của họ. Ông biết những người ngoài trái đất này chính là những nhà chiêm tinh. Do đó, Enoch là người đầu tiên và duy nhất của hàng ngàn năm trước đã đặt tên cho những người ngoài trái đất và đặt tên cho công việc của họ. Chúa Trời đã trao cho chúng ta chỉ dẫn. Theo ghi chép trong Kinh Thánh, Chúa Trời trao cho loài người những chỉ dẫn về lối sống, chứ không trao cho cách tạo ra các loại thiết bị mới mà có thể biến đổi hoặc phát triển một nền văn hóa cụ thể. Nếu coi những cỗ xe và những bánh xe trong bánh xe của Ezekiel là những sản phẩm công nghệ cao, liệu chúng ta có thể liên hệ chúng với một UFO được không? Hãy thử giải đáp vấn đề này. Người cổ đại đã dùng đến thần thoại, lối ẩn dụ và hình tượng để kể lại trải nghiệm của họ về đấng thần linh. Tôi nghĩ rằng những gì mà ta không muốn chối bỏ chính là một dạng đức tin. Những câu chuyện trong Kinh Cựu Ước nổi lên giữa dân chúng. Nó nằm ngoài những trải nghiệm của họ về Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể hiểu rõ khi đọc Kinh Cựu Ước và đọc về cỗ xe của Ezekiel. Nhưng nó cũng không phải là sự thừa nhận cỗ xe của Ezekiel với một UFO. Khi tất cả những câu chuyện này được viết ra, thì nghề viết cũng là một phát minh khá mới mẻ. Tức là chúng ta không có nhiều những kỹ thuật ngôn từ phong phú như ẩn dụ, hoán dụ, nhân hóa, phóng đại, hư cấu, tưởng tượng nhiều như ngày nay. Nói cách khác, một câu chuyện khởi thủy nhất mà họ viết ra là điều gì đó mà trên thực tế đã xảy đến với họ. Điều đó quá quan trọng, quá thúc ép, quá đáng kể với họ đến mức buộc họ phải viết nó ra. Xã hội hiện đại không bị cuốn hút sao được khi mà rốt cuộc những câu chuyện này có thể là sự thật. Bằng chứng được coi là hiện tượng ngoài hành tinh không chỉ có trong Kinh Thánh. Hầu hết các tôn giáo đều có những câu chuyện tương đồng với các đấng thần linh với những quyền năng diệu kỳ giáng hạ xuống địa cầu và có ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống con người. Đó là sự giống nhau quá lớn với những câu chuyện trong mọi tôn giáo. Phải chăng họ đang nói đến những người ngoài hành tinh? Cái gọi là thần thánh ở đây, họ ban ra những lệnh truyền, họ buộc loài người phải làm việc gì đó, và rồi một ngày họ biến mất. Nhưng họ luôn biến mất với lời hứa sẽ quay trở lại ở một tương lai xa. Nếu như dân chúng của các nền văn minh cổ đại đã từng quen thuộc với việc du hành không gian, thì họ đã được giao tiếp với những sinh vật giống người đến từ các hành tinh khác. Và rồi tôi cho rằng chúng ta nên tìm kiếm bằng chứng về việc đó trong các nền văn học của họ. Xuyên suốt các bộ sử thi bằng tiếng Phạn của Ấn Độ, có hàng loạt những mô tả về Vimana hay những cỗ xe bay thần kỳ. Một trong những ghi chép như thế được xác định niên đại trên 5.000 năm. Trong Bhagavata Purana, một loại cổ sử bằng tiếng Phạn, có một mô tả về phi thuyền được điều khiển bởi vị vua có tên Solva. Cỗ phi thuyền được mô tả làm bằng kim loại. Đôi khi nó xuất hiện ở hai nơi cùng một lúc. Nó chuyển động tựa như một con bướm. Và những mô hình này hoàn toàn phù hợp với các báo cáo của dân chúng bắt gặp UFO ngày nay. Trong những văn bản bằng tiếng Phạn khác như Mahabharata, Rigveda và Ramayana, có thể tìm thấy mô tả về Vimana có chiều rộng lên đến hơn 30 mét và thường được trang bị những khả năng của phi cơ ngày nay. Vimana phát ra một cột ánh sáng khi tập trung vào một mục tiêu bằng chính năng lượng của nó.
Nó giống như phim ảnh của Buck Rogers hay Flash Gordon ở thập niên 1930. Thoạt đầu nghe có vẻ giống như chuyện khoa học viễn tưởng. Người ta bay lượn trên những cỗ xe bay được gọi là Vimana, làm nổ tung những cái khác và chiến đấu trên không, phá hủy hoàn toàn các đô thị. Và điều điên rồ nhất chính là tất cả những câu chuyện đó được thừa nhận rộng rãi trong xã hội hiện đại của Ấn Độ. Nếu bạn đến Ấn Độ và kể cho họ nghe những câu chuyện về những cỗ xe của Ezekiel và Vimana, rất có thể câu trả lời nhận được sẽ là: có gì mới lạ trong câu chuyện này không? Về cỗ xe Ezekiel và Vimana, chúng tôi đã giới thiệu rất chi tiết trong video tàu vũ trụ cổ đại. Mời các bạn lắng nghe trên kênh Vũ Trụ Nguyên Thủy. Quay trở lại với giả thuyết của chúng ta ngày hôm nay, tôi tin rằng chúng ta sẽ không đơn thuần coi những mô tả này chỉ là sự tưởng tượng. Bởi mặc dù chúng được viết nên từ hàng ngàn năm trước, nhưng chúng vẫn trùng khớp với nhiều báo cáo của dân chúng ngày nay về các hành vi UFO. Phải chăng những chi tiết này hoàn toàn là những chi tiết hư cấu được các câu chuyện thần thoại dùng để tạo nên tính hấp dẫn? Hay chúng là những sản phẩm cực kỳ tối tân trên phương diện vật lý và những người thời đó đang cố gắng mô tả chúng theo cách tốt nhất có thể trong giới hạn hiểu biết của mình? Trở lại với luận cứ về sự viếng thăm từ ngoài trái đất, các nhà lý luận giả thuyết sinh vật ngoài trái đất thời cổ đại sẽ đưa ra hai dạng chứng cứ. Có những bằng chứng có thể đọc, ví dụ như trong các thư tịch cổ, và những bằng chứng mà bạn có thể nhìn thấy tận mắt. Giữa những dạng sơ khai nhất của các mẫu vật hữu hình, hàng loạt tranh vẽ hang động trên vách đá, tượng đá điêu khắc đã được tìm thấy khắp toàn cầu. Một bức họa được lưu giữ lại đáng giá hơn cả nghìn ngôn từ. Chắc chắn là vậy. Trong số những hình vẽ trong một hang động ở nước Ý, xuất hiện hình ảnh hai nhà du hành không gian có đội mũ bảo hộ. Những người đầu tiên phát ra những bức ảnh này đã phải thốt lên: ồ, nó là cái quái gì vậy? Mỗi hiện vật trong số các bức họa hay các pho tượng thời cổ này đều mô tả những nhân vật với trang phục kỳ lạ và những vật mang trên đầu có hình dáng bất thường. Liệu có thật chúng là hình ảnh đại diện cho những phi hành gia ngoài trái đất, những vị khách ở thế giới khác đã từng đặt chân lên trái đất từ hàng ngàn năm trước hay không? Trên khắp thế giới, chúng ta có những tượng điêu khắc, những bức vẽ minh họa về sinh vật ngoài trái đất này. Thậm chí, cả ở Mỹ, ở hẻm núi Sego thuộc bang Utah, chúng ta có những bức họa trên vách đá với những sinh vật kỳ quái có anten trên đầu, trên mũ. Và cách đó nửa vòng trái đất, ở Kimberley thuộc Australia, chúng ta đã có mô tả y hệt về sinh vật đội mũ bảo hộ với vầng hào quang trên đầu. Câu hỏi trong tôi là, có phải những gì tổ tiên chúng ta chứng kiến đã thôi thúc họ mô tả lại chúng trên các bức vách hang động? Những người cổ đại này đã chứng kiến điều gì đó và họ muốn kể lại. Họ cố gắng để mô tả lại theo cách tốt nhất mà họ có thể, với kỹ năng mà họ có ở thời điểm đó. Và đây là từ công cụ đơn giản và là thứ nghệ thuật đơn giản. Nhiều nền văn minh cổ đại đã bị tách biệt sâu sắc cả về không gian lẫn thời gian. Họ đã không thể giao tiếp được với nhau, nhưng họ vẫn có những dạng ghi chép giống nhau. Tôi cho rằng bởi họ đã được trải nghiệm tất cả những điều này và họ đều đã biết rằng chúng ta là một trong số những sinh vật có ý thức trong vũ trụ. Nên tôi cho rằng chúng ta có thể lý giải những điều đó một cách dễ dàng. Nhưng với những người khởi xướng của giả thuyết phi hành gia cổ đại, thì có lẽ minh họa rõ nét nhất lại nằm ở Mexico. Vị trí khảo cổ của người Maya ở Palenque từng bị bỏ hoang nhiều thế kỷ trước khi được khám phá tình cờ bởi những nhà thám hiểm Tây Ban Nha. Họ leo lên đến đỉnh này và bỗng nhiên sừng sững trước mắt họ là những kim tự tháp hùng vĩ của Palenque. Nơi đây, sâu trong một hầm mộ bí mật, bên dưới một trong những ngôi đền cổ xưa, là cỗ quan tài đá nặng 7 tấn của người cai trị Palenque ở thế kỷ thứ 7, Pakan vĩ đại. Dường như ông là vị vua Maya đầy bí ẩn, là người khổng lồ. Ông cao khoảng từ 2,13 đến 2,43 mét. Và rồi họ xây kim tự tháp này bao quanh mộ của ông. Người Maya đã sùng bái ông như một vị thần thánh. Quan tài đá của vua Pakan được trang trí bằng các nét chạm khắc, một minh chứng rõ nét nhất về nghệ thuật cổ điển Maya. Hầu hết mọi người đều tin rằng hình vẽ thể hiện Pakan đang đi vào cõi âm giới của người Maya. Nhưng các nhà lý luận phi hành gia cổ đại lại giải thích hình chạm khắc này theo cách hoàn toàn khác. Trên nắp đá chạm trổ cầu kỳ này, bạn thấy một người đàn ông đang ngồi trong khoang lái tàu vũ trụ có kiểu mặt nạ ở mũi anh ta. Và tay phía trên đang thao tác dạng điều khiển nào đó, tay phía dưới là một dạng cần gạt. Gót chân trái đang nhấn trên một dạng pedal
và bên ngoài khoang lái bạn thấy có lửa phụt ra. Thật kỳ lạ, đây là chứng cứ rõ nét nhất về người ngoài hành tinh. Nếu bạn nhận ra sự tương đồng với các phi hành gia ngày nay khi đang bên trong một tên lửa hay tàu phóng và có một cơ cấu gắn liền với họ, có nhiều sự tương đồng rõ ràng. Đây là một kiểu tạo tác, tính biểu tượng đang thể hiện điều gì đó. Hoặc họ đang cố mô tả những thứ trong tầm hiểu biết hạn chế của thời đại đó. Điều gì đã diễn ra? Có phải vua Pakan cũng giống như bất kỳ người Maya nào khác? Hay ông là vị khách quan trọng đến từ miền đất xa xôi nào đó? Hoặc thậm chí có khả năng là vị khách ngoài trái đất đến từ hành tinh khác hay không? Mặc dù hầu hết các nhà khoa học và khảo cổ học không tin vào giả thuyết này đối với hình trạm khác ở Palenque, nhưng khách tham quan tới đây vẫn thường tìm mua những câu chuyện và cả chào bán đồ lưu niệm ủng hộ cho giả thuyết rằng vua Pakan là người ngoài hành tinh đang lái cỗ phi thuyền vào không gian. Các nhà khảo cổ học chính thống đã cố gắng khẳng định đây là sự thật, là mô tả về vua Pakan đang trong hành trình xuống cõi âm giới. Ông đang xuống cõi âm, chứ không phải đang ra ngoài không gian. Cả hai đều là giả thuyết đầy hấp dẫn. Cả hai đều đúng trong suy tưởng của tôi. Người Maya có hệ thống lịch và toán học cao cấp. Điều đặc biệt là họ lại bị ám ảnh với những tinh cầu. Là một trong những nền văn hóa cổ đại xuất chúng nhất, người Maya đột ngột biến mất vào khoảng năm 500. Chúng ta không biết được họ đã đi đâu. Và có một cách giải thích rằng người Maya là một chủng tộc ngoài trái đất và họ đã rời khỏi hành tinh của chúng ta. Vậy có phải những hình vẽ và hình trạm khắc trên đá từ thời cổ chỉ là một trong những hình dạng minh họa làm mê hoặc các nhà lý luận của giả thuyết người ngoài hành tinh cổ đại? Năm 1929, các nhà sử học đã tìm thấy một bản đồ được vẽ trên một tấm da linh dương. Họ lần theo tư liệu tới một vị đô đốc Thổ Nhĩ Kỳ ở thế kỷ 16 có tên là Piri Reis. Trái ngược hẳn với các bản đồ cùng thời đại, bản đồ này mô tả một vùng địa lý rộng lớn mà vẫn chưa được biết đến. Nó thể hiện đường bờ biển của Nam Cực y như những gì đang bên dưới lớp băng phủ ngày nay. Điều đó thật sự kinh ngạc, bởi nó cho thấy rằng bản đồ được làm ra ở thời đại Nam Cực không bị băng bao phủ, mà chỉ có thể ở nhiều triệu năm về trước. Bản đồ cũng vẽ chính xác các đường bờ biển châu Âu và Bắc Phi. Ngoài ra, phần minh họa về phía Bắc của Nam Cực mới thực sự gây ngạc nhiên cho các nhà lý luận phi hành gia cổ đại, bởi khu vực này mãi đến 300 năm sau đó mới được khám phá ra. Nên nhớ rằng Nam Cực bị bao phủ dưới lớp băng dày tới một dặm. Chúng ta không có radar địa chấn mãi đến năm 1958. Nên đối với bản đồ có từ năm 1531 mà lại thể hiện chính xác địa hình thì nó quả thật gây bối rối cho nhiều người. Khi các chuyên gia vẽ bản đồ đối chiếu tấm bản đồ của Piri Reis với bản đồ thế giới ngày nay, họ đã sửng sốt khi phát hiện rằng tấm bản đồ cổ chính xác đến từng chi tiết. Làm thế nào mà những người tạo nên tấm bản đồ từ nhiều thế kỷ trước lại biết được những dãy núi, những con sông ẩn dưới lớp băng dày này? Vào năm 1531, tôi thật sự không biết bất kỳ ai có thể bay trên bề mặt trái đất đủ cao để có thể vẽ bản đồ. Và làm thế nào họ nhìn thấu lớp băng dày kia? Bản đồ của họ quá chính xác. Chúng ta biết rằng họ đã không đến Nam Cực và thám hiểm ở đó. Thế nhưng họ lại có thể vẽ bản đồ ở đó như thế này. Nếu nói người ngoài trái đất thời cổ đại nắm được công nghệ du hành vũ trụ chỉ qua những bằng chứng và vài hình trạm khắc hay trên một bản đồ bí ẩn thôi, thì thật không thuyết phục. Liệu có còn dấu hiệu nào khác về một nền công nghệ phát triển? Có những dấu hiệu quá lớn mà có thể bỏ sót. Một lần nữa, chúng ta sẽ cùng nhau tìm đến các kim tự tháp, những kỳ quan mà cho đến nay con người vẫn khao khát có thể hiểu hết được những bí mật ẩn dấu phía sau. Các kim tự tháp được coi là có mối liên hệ với các vị thần, những vị thần đã từng giáng hạ từ bầu trời đến với người trần thế. Không có sự trợ giúp từ người ngoài hành tinh, thì người Ai Cập sơ khai còn có cách nào khác để sắp đặt gần 2,5 triệu khối đá vôi và đá hoa cương thành đại kim tự tháp? Một trong những công trình để lại những câu hỏi khá tương đồng với những kim tự tháp, đó chính là công trình Stonehenge. Làm thế nào người tiền sử vận chuyển được những khối đá khổng lồ tới công trình này? Và làm thế nào những người thợ xây cổ đại ở Cusco cất đặt những khối đá khít nhau đến mức ngay cả một lưỡi dao cạo cũng không thể lách vào khe nổi? Khi đi khắp thế giới, tìm kiếm những manh mối, chúng ta vẫn không có nhiều điều để thật sự hiểu thấu những khối đá khổng lồ, những khối đá có bù lông nối hay những khối đá ba gian đôi khi nặng tới hàng ngàn tấn. Có những khối đá to bằng cả toa tàu hỏa và bạn có thể bắt gặp chúng ở Peru, Bolivia, Mexico và Ai Cập cổ đại. Bạn có thể tự hỏi,
tại sao và làm thế nào mà người cổ đại vận chuyển được những khối đá to như tòa tàu hỏa rồi cất đặt chúng vào những công trình khổng lồ thế này? Có lẽ quen thuộc nhất và bí ẩn nhất trong số các công trình bằng đá trên toàn thế giới chính là Đại Kim Tự Tháp trên cao nguyên Giza. Kim tự tháp nhiều tuổi nhất và lớn nhất trong số 3 kim tự tháp vĩ đại của Ai Cập. Điều kỳ diệu trong kỹ thuật công trình, người ta cho rằng nó được hoàn thiện trong thời gian trên 20 năm, vào khoảng năm 2560 trước Công Nguyên. Những người khởi xướng thuyết người ngoài hành tinh cổ đại cho rằng con số đó không phù hợp. Đại kim tự tháp không phải được xây chỉ trong 22 năm. Bởi về mặt logic mà nói, thì chúng ta sẽ phải cắt xẻ, vận chuyển và cất đặt vào vị trí một khối đá trong mỗi 9 giây. Và các kỹ sư ngày nay sẽ đứng ra và nói rằng chúng tôi không thể làm được một công trình vĩ đại như vậy trong 22 năm. Có vô số giả thuyết về cách mà Đại Kim Tự Tháp Giza được xây nên. Có quá nhiều giả thuyết khiến bạn ngả người và lắc đầu. Có cả sự viếng thăm của sinh vật ngoài trái đất nâng bổng những khối đá bằng một hệ thống âm thanh nào đó, phản trọng lực, hay hàng ngàn nhân công kéo những sợi thừng chảo dài và đường dốc thoải phải dài đến 2 dặm để có thể đưa khối đá vào đúng vị trí của nó. Tất cả những gì tôi biết về những khối đá này là chúng được sắp đặt quá tinh vi và theo ngôn ngữ kiến trúc là quá chính xác. Ngay cả với con người thời nay cùng với công nghệ tối tân thì đó cũng là một dự án quá khó khăn để chúng ta làm được với kết quả tốt như chúng ta thấy. Làm thế nào bên trong các kim tự tháp và các lăng mộ, những chỗ bằng đá hoa cương và đá cẩm thạch lại hoàn hảo và nhãn mịn đến vậy? Bạn có cho rằng con người của thời đó làm được như thế bằng thủ công hay không? Tôi không nghĩ vậy. Kích thước khổng lồ và sức nặng của những khối đá xếp chồng lên nhau với số lượng như thế chỉ làm cho một điều trở nên chắc chắn. Việc xây dựng Đại Kim Tự Tháp là một kỳ tích và vẫn là bí ẩn lớn nhất của kỹ thuật công trình. Nếu khám phá ra chúng, thì kỹ thuật xây dựng của con người hiện đại có thể sẽ có những bước tiến vĩ đại. Về phần mình, tôi không có ý coi thường sự khéo léo của loài người, bởi tôi tin rằng chúng ta có thể làm được những điều này qua một khoảng thời gian dài. Nhưng tôi tin rằng những người cổ đại đã không thể tích lũy được đủ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để xây dựng nên những di tích này. Khả năng lớn nhất có thể là họ đã nhận được những sự chỉ dẫn về tri thức, kỹ năng và sự tổ chức của ai đó. Trong các văn bản Ai Cập cổ đại có nói rằng các kim tự tháp được xây nên bởi loài người với sự trợ giúp của những đấng bảo hộ đến từ bầu trời, nghĩa là các đấng thần linh. Và do đó chúng tôi đề xướng rằng các kim tự tháp được xây dựng bởi bàn tay của loài người chúng ta, nhưng với sự trợ giúp của công nghệ ngoài trái đất. Đại Kim Tự Tháp, một trong 7 kỳ quan thế giới cổ đại còn tồn tại, không chỉ là bí ẩn khảo cổ học mà còn là kỳ tích về mặt địa lý. Năm 1877, nhà văn kiêm nhà thần học Joseph Sieyès đã chứng minh rằng Đại Kim Tự Tháp tọa lạc ngay trên giao điểm của đường vĩ tuyến dài nhất và đường kinh tuyến dài nhất, là trung tâm của mọi miền đất rộng lớn trên thế giới. Hơn nữa, mỗi mặt của nó được căn thẳng chính xác với 4 hướng của La Bàn, thứ công cụ mà hàng ngàn năm sau mới được con người phát minh ra. Nhưng nếu bạn cho rằng nó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, thì rất tiếc tôi phải thông báo với bạn một thông tin rằng việc xây dựng kim tự tháp như thường thấy ở Ai Cập cổ đại cũng diễn ra ở phần còn lại của thế giới. Có những kim tự tháp trên các hòn đảo ở Thái Bình Dương, Ấn Độ và Mexico. Hay nói cách khác, các kim tự tháp là thứ có mặt ở khắp nơi trên thế giới. Các nhà khảo cổ học đã thật sự không thể giải thích nổi tại sao các nền văn hóa khác nhau, cách biệt bởi đại dương mênh mông, lại xây nên những kiến trúc giống nhau bằng nhiều cách khác nhau. Ở miền trung Mexico, vẫn còn có một đô thị cổ đại có niên đại hơn 2.000 năm. Nó mang tên Teotihuacan, có nghĩa là thành phố của các vị thần. Tại đây, chúng ta có Đại Kim Tự Tháp Mặt Trời và Đại Kim Tự Tháp Mặt Trăng. Theo truyền thuyết, những thứ này được xây dựng bởi những đấng thần linh là những người khổng lồ tại thời điểm kết thúc của một trong những chu kỳ hủy diệt thế giới. Và tọa lạc ở trung tâm của thành phố là Kim Tự Tháp Mặt Trời. Thật kinh ngạc, chu vi của Kim Tự Tháp này gần như y hệt với Đại Kim Tự Tháp ở Giza. Trùng hợp ngẫu nhiên về kiến trúc ư? Hay có khi nào cả hai cùng trùng những nhà thiết kế? Có hai giả thuyết cho câu hỏi đó. Thứ nhất, có thể họ cùng được chỉ dạy bởi một chủng tộc ngoài trái đất. Thứ hai, có những vị khách lữ hành trong thời cổ đại đã đi từ miền đất này sang miền đất khác từ hàng ngàn năm về trước. Có thể bạn sẽ đặt ra câu hỏi, tại sao phải xây dựng những công trình quá đỗi lớn thế này? Nhằm mục đích gì? Ở Ai Cập chẳng hạn, các nhà khảo cổ cho rằng
các pharaoh có cái tôi quá lớn. Phải chăng họ muốn làm thứ gì đó cho riêng mình, nên họ xây những bảo tàng vĩ đại này cho chính họ? Hoặc có thể những người cổ đại này muốn để lại thứ gì đó cho chúng ta? Dĩ nhiên, các kim tự tháp không chỉ là những đài kỷ niệm cổ đại, chúng vẫn tiếp tục làm đau đầu các nhà khoa học và khảo cổ học. Tạm rời xa Ai Cập, chúng ta đến với nơi được coi là xa xôi hẻo lánh bậc nhất trên Thái Bình Dương, đó là đảo Phục Sinh. Nơi đây có 887 tượng đá được gọi là Moai đang đứng nhìn ra bờ biển. Các tượng đá này được các tài liệu khảo cổ học chính thống cho rằng được tạo ra bởi người Rapa Nui cổ. Bạn có tin những người thổ dân cổ đại có thể xây dựng được những công trình khổng lồ như thế với số lượng lớn như vậy hay không? Điều mà tôi muốn ám chỉ ở đây là hãy thử suy luận về những gì mà con người thuộc các nền văn hóa cổ đại có thể làm được. Dù họ có khả năng viết, có hệ thống văn học đồ sộ, thì cũng rất khan hiếm có những chứng cứ mà họ đã viết về cách thức mà họ làm ra những công trình đồ sộ này. Và rồi chúng ta, bằng một cách nào đó lại tin rằng họ đã tạo ra chúng. Ở Ai Cập, chúng ta có nhiều hơn những ghi chép và hình vẽ cho thấy họ đang xây dựng các kim tự tháp, mang lại cho chúng ta ý niệm về công nghệ. Bạn thấy những thứ tương tự trên đảo Phục Sinh, nhưng chúng ta không có bất kỳ chứng cứ ghi chép nào về những gì họ đã làm. Và đôi khi điều đó dẫn chúng ta tới nghi vấn về sự can thiệp của một thế lực nào đó. Cách đảo Phục Sinh 3.500 dặm ở Cộng hòa Bolivia vẫn còn công trình bằng đá mà có sự giống nhau đến kỳ lạ với những bức tượng trên đảo Phục Sinh. Tiwanaku trên thực tế là một đô thị rất cổ xưa, nhưng lại thách thức với kỹ thuật ngày nay. Nó được ước tính hơi hơn 17.000 năm tuổi. Có lẽ đó là đô thị lâu đời nhất trên thế giới. Và bằng cách nào đó, những tượng điêu khắc ở Tiwanaku được tạo nên cùng một kiểu và cùng với những nét bí ẩn so với những người họ hàng xa trên đảo Phục Sinh. Nhiều thứ tại Tiwanaku mà bạn có thể bắt gặp ở các nền văn minh ban đầu khác. Mọi thứ đưa ta trở về nhiều thế kỷ trước công nguyên ở Peru. Bạn có thể thấy có cùng khuôn mẫu, tính biểu tượng, hình ảnh và bạn thấy được sự tương đồng. Nhưng trong khi du khách bay tới những phế tích ở Tiwanaku, thì có lẽ nơi bí ẩn nhất trong tất cả các công trình cổ đại lại nằm cách đó có vài trăm mét, là nơi đem lại sự thích thú cho hầu hết khách tham quan. Pumapunku, một hiện trường các phế tích bằng đá làm rùng mình cũng như kích thích trí tưởng tượng của các nhà lý luận giả thuyết người ngoài trái đất cổ đại. Theo ý kiến của tôi, mẫu vật đáng kể nhất mà chúng ta có trong toàn bộ bức tranh ghép về phi hành gia cổ đại chính là Pumapunku trên cao nguyên Bolivia. Trong khi các kim tự tháp ở Giza được coi là thành tựu đáng kinh ngạc, nhưng nếu so với Pumapunku thì đó chỉ như là một trò trẻ con. Logic gần như không tồn tại ở Pumapunku, bởi ở đó chúng ta có những cấu trúc bằng đá nguyên khối khổng lồ nằm la liệt trên khắp hiện trường, như thể đã bị tách rỡ ra bởi một lực lượng siêu hình nào đó. Những khối đá Pumapunku được cắt xẻ quá tinh xảo, được ghép nối quá hoàn hảo, giống như những mảnh ghép của một bức tranh ghép công phu. Nhưng với màu đá gần nhất, cách hơn 10 dặm, làm thế nào những tảng đá khổng lồ, một số trong đó nặng tới hàng trăm tấn, lại có thể đến được nơi này? Điều mà tôi muốn ám chỉ ở đây chính là địa hình của toàn bộ nơi đây. Chúng ta đang nói tới một nơi cao 4.500m so với mực nước biển, mà lại không có cây cối ở đó nếu muốn dùng chúng làm con lăn. Không có gì mọc nổi, ngoại trừ vài đám cỏ và bụi rậm. Tôi đã quan sát thấy nhiều di tích, thế nhưng Pumapunku mới xứng đáng đoạt vương miện. Bởi những gì ta thấy ở đây là không thể giải thích được, là không thể thực hiện được, mà vẫn còn đó câu hỏi: làm thế nào và để làm gì? Các nhà khảo cổ học truyền thống nói rằng Pumapunku được xây dựng nên bởi người da đỏ Aymara, và tất cả chúng ta đều đồng ý rằng để xây dựng được một nơi như Pumapunku thì cần phải có sự ghi chép, kế hoạch và cần đến một dạng ý tưởng nào đó sao cho các khối đá ghép khít vào nhau một cách hoàn hảo. Có một điều mà tất cả các nhà khảo cổ học chính thống đều đồng ý là người Aymara không có bất kỳ chữ viết nào. Vậy làm thế nào mà họ xây dựng được toàn bộ nơi này khi không có các kế hoạch? Điều gây kinh ngạc thực sự và cũng là lý do khiến các nhà lý luận giả thuyết phi hành gia cổ đại chú ý tới Pumapunku và Tiwanaku chính là chất lượng làm đá và kích thước khổng lồ của chúng. Một trong những khối đá nặng tới 800 tấn và chúng láng mịn hoàn hảo. Đây là một số khối đá, những tảng đá lớn nguyên khối với lỗ vít chìm có đường kính chỉ vài mm bên trong mà gần như không thể làm được với những mũi đục của thời đồ đá. Những mũi đục của thời đồ đá là vô tác dụng với chất liệu đá ở đây, nên chắc chắn có sự chỉ dẫn hay ít nhất là một bí mật nào đó về mặt công nghệ. Những đường rãnh trên khối đá thẳng tắp và có độ sâu chính xác từ đầu đến cuối đường rãnh.
Chỉ có thể là những người thợ bậc thầy mới có thể làm được như thế. Bởi mọi thứ quá chính xác, mọi thứ quá hoàn hảo. Có thể bạn sẽ tự hỏi bằng cách nào làm được như thế. Những khối đá được sử dụng ở đó là đá sa thạch, có cả đá granite và đá diorite. Chỉ duy nhất một loại đá cứng hơn đá diorite là kim cương. Nên theo cách hiểu của con người hiện đại chúng ta, cách duy nhất để có thể tạo ra những thứ này là công cụ có mũi bằng kim cương. Với cùng mà muốn khám phá, các giáo sư người Mỹ đã tới đó cùng với máy đo vi tính hiện đại. Họ đã thật sự bị sốc. Trong tài liệu của họ nói rằng, không thể nào xây dựng lại được Pumapunku, hoàn toàn bất khả thi. Những công việc được coi là cực kỳ khó khăn, vậy mà người cổ đại có thể làm được quá chính xác khi tạc lên đá hay tạo những khớp nối khiến cho ta sững người kinh ngạc. Chúng ta có một sự dị thường ở đây. Một mặt những người này được cho là rất nguyên thủy, họ vừa mới bước vào thời kỳ đồ đá. Thế nhưng những gì họ làm được, ngay cả với chúng ta ngày nay cũng là điều bất khả thi. Rõ ràng là vậy, hay nói cách khác, chúng ta gặp phải khó khăn tột cùng. Đó là việc xây dựng sao cho những khối đá khổng lồ này khít hoàn hảo với những khối đá liền kề. Nhưng việc làm sáng tỏ bí ẩn về cách xây dựng nên những kiến trúc kỳ lạ này mới chỉ giải quyết được một miếng ghép của toàn bức tranh. Tìm ra được tại sao họ lại xây nên và sử dụng nó như thế nào lại đặt ra những câu hỏi thú vị không kém khi mà sự giải đáp không nằm ở địa cầu. Có phải người ngoài trái đất đã truyền cảm hứng cho tổ tiên chúng ta xây nên các đền thờ và kim tự tháp cổ? Nếu cho rằng họ đã đến đây, thì họ có để lại bất kỳ kiến thức cao cấp nào về vật lý, thiên văn học hay toán học hay không? Và nếu có, thì chúng ta có thể đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào tồn tại đến ngày nay. Một ví dụ đã được nêu ra. Có một chiếc hộp được làm từ hợp kim mang tên Atikythera. Cho đến ngày nay, nó vẫn được xem là máy tính cơ học đầu tiên trên thế giới. Được xác định niên đại cách đây hơn 2.000 năm, Antikythera vốn là một thiết bị được tìm thấy vào năm 1900 bởi những người thợ lặn ở hòn đảo nhỏ trên biển Aegean. Ở đó từng có con tàu bị đắm. Khi các thợ lặn lần đầu tiên nhìn thấy Antikythera, nó chỉ là một cái hộp bị san hô phủ kín. Sau khi được phát hiện, nó được chuyển tới bảo tàng Athens. Mãi đến 50 năm sau, con người mới có khả năng dùng X-quang để khám phá những gì bên trong cái hộp này. Và cuối cùng họ đã có thể nhận ra những bánh răng được tiếp hợp với nhau, cho phép chúng ta hình dung được thứ này là gì. Nó chính là một máy tính cơ học, thật sự là một cỗ máy tinh vi. Antikythera được coi là một mẫu vật vô cùng thú vị bởi nó có hai mục đích. Một là thiết bị thiên văn học, mà bạn có thể sử dụng nó như một bản đồ biểu diễn vị trí các vì sao và dẫn đường cho các thủy thủ trên biển. Mặt khác, nó cũng là một thiết bị chiêm tinh. Các nhà chiêm tinh học dựa vào kết quả tính toán của chiếc máy này có thể nói với bạn rằng: ồ, nếu bạn ra đời vào ngày này và hành tinh của bạn ở phía này, thì có những điều chắc chắn sẽ xảy đến với bạn khi các hành tinh thẳng hàng như thế này. Về mặt công nghệ, các cơ cấu bên trong Antikythera còn phức tạp hơn một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ ngày nay. Và nó được xác định niên đại vào khoảng năm 200 trước công nguyên, nên nó thật sự là vật dị thường. Ai có thể tạo ra nó và sử dụng nó như thế nào? Khi các nhà khảo cổ học bắt đầu nghiên cứu Antikythera vào năm 1950, họ nói rằng chưa bao giờ tưởng tượng nổi người Hy Lạp cổ đại lại có được thứ máy móc tinh vi đến vậy. Và sự thực điều này giống như việc tìm thấy một máy bay phản lực trong mộ của vua Tutankhamun. Thậm chí lâu đời hơn thiết bị Antikythera là những hình chạm khắc trên một bức vách tại tổ hợp đền thờ Dendera ở Ai Cập. Với một số người, những thiết kế lạ lùng này trông giống như thứ đồ vật được sử dụng rộng rãi thời nay. Ở Ai Cập, có những hầm ngầm dưới lòng đất như ở Dendera luôn được coi là bí mật và chỉ có những thầy tế đứng đầu mới được lùi tới hầm ngầm đó. Ở đó nóng ngột ngạt, nhưng lối đi hẹp và thấp. Trên các bức vách, bạn thấy nổi bật lên thứ gì đó giống như những bóng đèn cổ. Trước giờ chúng ta luôn tự hỏi, làm thế nào người Ai Cập cổ đại chiếu sáng được bên trong các hầm mộ? Theo hầu hết các nhà khảo cổ học chính thống, người Ai Cập cổ đại đã sử dụng những ngọn đuốc để rọi sáng những căn phòng tối đen như mực trong các hầm mộ và đền thờ. Nhưng trên các mặt trần lại không tìm thấy bằng chứng nhỏ nhất của bồ hóng hay muội khói. Hơn nữa, cũng không đủ khí oxy bên trong những hầm mộ đó để có thể giữ cho các ngọn đuốc sáng suốt ngày đêm. Nếu không sử dụng đuốc, thì làm thế nào để soi sáng trong các căn phòng và hành lang cổ đại này? Một giả thuyết khác đã được nêu ra.
Ánh sáng được dẫn từ bên ngoài vào bằng các tấm gương đồng phản chiếu. Một số người đã thử tái dựng lại giả thuyết đó, nhưng thật không may họ thất bại chỉ sau vài góc rẽ. Ánh sáng mặt trời biến mất do các tấm gương đồng có hệ số phản xạ quá thấp. Nói cách khác, ánh sáng bị hấp thu và có cường độ giảm đi nhanh chóng khi được phản xạ qua các mặt gương. Với những người hiện đại ngày nay, còn lại giải pháp duy nhất để có thể thắp sáng những căn hầm này là một dạng nguồn sáng nhân tạo nào đó, chẳng hạn như bóng đèn. Cho nên tại hầm ngầm ở Dendera, chúng ta thấy hình chạm nổi những bóng đèn. Các nhà Ai Cập học đã cố đưa ra vài lời giải thích rằng nó không thể là một thiết bị điện, đó là một bông sen. Còn thứ được so sánh trông như ánh sáng của bóng đèn là hương thơm tỏa ra của bông sen. Đúng là sự mô tả hết sức nhảm nhí về một bông hoa. Theo tôi, cách giải thích rằng những hình vẽ này đang mô tả những bóng đèn lại thực tế và dễ hiểu hơn rất nhiều. Rõ ràng rằng nhiều người chúng ta ngày nay cũng vẫn dùng cách này để thể hiện ánh sáng phát ra từ một bóng đèn. Nếu người Ai Cập cổ đại đã sử dụng một loại đèn điện nào đó để thắp sáng lối đi lại của họ, thì tại sao chứng cứ trực quan chỉ có duy nhất ở ngôi đền Dendera? Ở Ai Cập, bạn có những khu vực đặc biệt. Dendera chính là khu vực mà tri thức về nguồn ánh sáng được gìn giữ. Tri thức bí mật này được gìn giữ bởi những thầy tế cấp cao và họ là những người duy nhất được tiếp cận với dạng thông tin này. Cộng đồng khoa học không nói rằng làm gì có người ngoài hành tinh, hoặc họ chẳng bao giờ làm thế, mà chỉ quan tâm rằng đây có phải là giả thuyết khoa học có giá trị hay không và có thể có ý nghĩa từ đó. Nếu được coi là một giả thuyết khoa học thì nó phải được kiểm chứng bằng thí nghiệm rõ ràng. Vậy câu hỏi tiếp theo sẽ là làm thế nào người Ai Cập cổ đại có thể sử dụng thứ giống như bóng đèn điện ngày nay mà không có nguồn cấp điện? Sau cùng, nguồn điện đã không được khám phá ra sau đó hàng ngàn năm. Điều đó đương nhiên nếu không tính đến thứ mà các nhà khoa học gọi là pin Baghdad. Pin Baghdad được phát hiện ở Iraq cổ đại. Các học giả ngày nay nói rằng người cổ đại không cách gì sử dụng được điện vào bóng đèn. Và họ nhìn vào loại pin Baghdad này có hàng tá được tìm thấy ở Iraq. Và chỉ có duy nhất giả thuyết chính thống rằng chúng được sử dụng để mạ điện cho đồ trang sức. Họ sử dụng cái vò bằng đất sét, loại đất có sẵn trong tự nhiên ở miền nam Iraq. Bên trong có một lá đồng nhỏ, một lõi sắt bọc ngoài bằng nhựa đường rồi gắn vào nhau, và một hỗn hợp axit yếu như giấm, nước ép nho, nước ép cam, rượu được đổ vào để có thể sinh ra dòng điện. Vậy những gì chúng ta sẽ làm đơn giản chỉ là đổ vào vò đất sét nước ép cam mà không cần cố gắng gì nhiều. Sau khi đậy lại, lá đồng và lõi sắt nhúng vào cho dung dịch phủ kín lá đồng. Sau đó ta bật vôn kế và bạn sẽ thấy dòng điện được sinh ra. Đó là một loại pin mọi người đều công nhận, nhưng không ai biết tại sao họ chế ra được và làm thế nào họ có nó. Đó mới là điều cốt yếu. Bạn biết đấy, điện đã được phát minh ra từ 7.000 năm trước. Rất kỳ lạ, nhưng rõ ràng nó là một loại pin. Ý tưởng toàn cục là các nền văn minh cổ đại đã thực sự có kiến thức về điện và đã sử dụng điện. Đó là một sự kiện khảo cổ được thừa nhận ngày nay. Nó giống như trong thời văn minh của chúng ta từ 200 năm trước, khi mà Benjamin Franklin và các nhà khoa học khác đã bắt đầu thí nghiệm với các thiết bị điện đơn giản. Chúng ta có bằng chứng rằng hơn 3.000 năm trước, người ta cũng đã tiến hành thí nghiệm với các thiết bị điện. Vậy họ đã để lại bằng chứng ở đâu? Có loại thiết bị điện nào khác mà có thể được họ tạo nên hay không? Tôi tin rằng họ đã tạo ra hầu hết các dạng thiết bị điện, các hầm mộ, đền thờ, bóng đèn cổ, thậm chí là cả nguồn điện. Trên trái đất này đã tồn tại bằng chứng về những kỳ quan kiến trúc và công nghệ hàng thế kỷ trước khi chúng ta tin là có thật. Nhưng nếu chứng cứ về phi hành gia cổ đại đã hiện hữu trên trái đất ngày nay, vậy những nơi khác thì sao? Tạm gác lại những kiến thức về điện học, chúng ta hãy tự tìm hiểu về kiến thức thiên văn học của những người cổ đại ở khắp nơi trên thế giới. Chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với đô thị cổ Teotihuacan ở Mexico. Nơi đây có bằng chứng cho thấy các nền văn hóa cổ đại đã nắm giữ một thứ tri thức chính xác để kinh ngạc về những hành tinh láng giềng. Một số học giả còn giải thích được số lượng và phương hướng của những kim tự tháp này là sự mô phỏng hoàn hảo hệ mặt trời của chúng ta. Dọc theo đại lộ tử thần là các kim tự tháp được sắp xếp theo khoảng cách chính xác với từng quỹ đạo của các hành tinh trong hệ mặt trời. Có lẽ sự kiện quan trọng nhất là kim tự tháp mặt trời được đặt ở vị trí trung tâm của các kiến trúc khác. Nó phản ánh thực tế rằng mặt trời là trung tâm thái dương hệ của chúng ta và các hành tinh khác quay quanh nó. Điều đó cho thấy người xưa đã biết được mặt trời là trung tâm của thái dương hệ
là điều mà khoa học phương Tây đã không biết cho đến mãi sau này. Nhưng làm thế nào mà các nhà thiết kế của Theo Thị Hogan biết được từ sớm rằng các hành tinh trong Thái Dương Hệ đều quay quanh mặt trời? Không trải qua quá nhiều thế kỷ tiến bộ khoa học và nghiên cứu mà vẫn định hình được hay sao? Sẽ có những người phản bác nói, chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng nếu chúng ta tới một nơi khác trên hành tinh này, ở Stonehenge, chúng ta sẽ có một công trình cổ nữa, thậm chí còn cổ xưa hơn cả Theo Thị Hogan. Nếu nhìn xuống Stonehenge từ trên không, bạn sẽ thấy đó là những vòng tròn động tâm, mà mỗi vòng tròn đó tương ứng chính xác với quỹ đạo của tất cả các hành tinh trong hệ mặt trời của chúng ta. Vậy là chúng ta có hai địa điểm trên trái đất có cùng điểm chung. Những năm gần đây, một số nhà khảo cổ giải thích rằng Stonehenge là một dạng lịch thiên văn được dùng để tính trước nhật thực. Còn nếu đúng là thế thì bất cứ ai đã sắp xếp những tảng đá khổng lồ này trên mảnh đất mông quạnh nước Anh thì cũng đã nắm được kiến thức thiên văn cực kỳ chính xác về đường đi của mặt trời. Thêm một địa điểm nữa chúng ta cần ghé qua. Đó là những ngôi đền băng đá ở Tikal, giữa rừng nhiệt đới Guatemala. Tikal được xây dựng vào khoảng giữa thế kỷ thứ 7 và thế kỷ thứ 9, là một trong những điểm khai quật lớn nhất trên thế giới, nơi hàng ngàn kiến trúc vẫn bị rừng già phủ lấp. Theo hầu hết các nhà khoa học, các kim tự tháp ở Tikal đóng vai trò chủ đạo giúp người Maya lập ra lịch pháp của họ. Bằng cách căn thẳng những đường biên giữa các điểm cao nhất của kiến trúc, các nhà chiêm tinh cổ đại có thể xác định chính xác những ngày quan trọng trong năm như ngày phân điểm xuân phân, thu phân hay chí điểm đồng chí, hạ chí. Nhưng điều lôi cuốn các nhà lý luận thuyết phi hành gia cổ đại chính là cách bố cục hoàn hảo giữa các kim tự tháp Tikal tương quan với đồ hình của chòm sao Pleiades Orion trên bầu trời. Một sự phản chiếu với những vì tinh tú trên bầu trời của các kiến trúc xây dựng, bố cục gần như chính xác tuyệt đối với chòm sao. Những đường nét này cũng được phát hiện thấy ở một nơi cách Tikal rất xa, một nơi được khám phá gần đây trên sao Hỏa. Đó là một nhóm những hình dạng trên bề mặt hành tinh đỏ tạo thành một bản sao gần như hoàn hảo với đồ hình kim tự tháp ở Tikal. Ba địa điểm khác biệt với một đồ hình duy nhất, trùng hợp ngẫu nhiên hay là được thiết kế có chú ý. Ở Tikal, những truyền thuyết và thần thoại mà chúng ta có tất cả đều nói về thời kỳ khi mà thần thánh hòa hợp và có mối liên hệ với tổ tiên chúng ta. Vì vậy Tikal được xây nên như một thông điệp nhắn nhủ cho các thế hệ tương lai biết rằng ở một thời kỳ rất rất xa xưa, chúng ta đã được người ngoài trái đất viếng thăm. Ai đó đã được chứng kiến điều này nên muốn truyền đạt lại cho thế hệ sau, bởi những thế hệ sau có thể không giải đoán được, nên tôi đã nảy ra một câu hỏi tương tự. Giả thuyết phi hành gia cổ đại này thật sự cần phổ biến sâu rộng hơn nữa trong đời sống hay không? Có khả năng lớn là người xưa không những dự liệu được tất cả những sự kiện thiên văn này, mà còn có thể đạt tới một nguyên lý toán học, từ đó lồng ghép vào nhau để rồi tiên đoán những điều sẽ xảy ra. Chúng ta không nên cho rằng người cổ đại chỉ là bù nhìn rơm. Người xưa không có thiết bị định vị toàn cầu, vậy mà họ vẫn biết được quãng đường của mặt trời đi qua bầu trời, quãng đường của mặt trăng đi qua bầu trời. Họ có thể nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, nơi có những đường nét nổi bật mà có thể dẫn đường cho họ. Vì vậy không ngạc nhiên chút nào khi hầu hết các nền văn hóa đều ghi chép lại những hiện tượng thiên văn. Chúng ta, những con người hiện đại ngày nay gần như chẳng bao giờ nhìn lên bầu trời và thưởng thức vẻ đẹp của nó, bởi vì ánh sáng rực rỡ và hùng vĩ của bầu trời đêm bị ánh sáng đèn điện che khuất. Hiện tượng mà chúng ta gọi là ô nhiễm ánh sáng. Người cổ đại thì khác, họ thực sự đã ngước ánh nhìn của mình lên bầu trời hàng đêm, đắm chìm trong sự đẹp đẽ và hùng vĩ của vũ trụ. Không chỉ vậy, họ còn tin tưởng vào bầu trời để dẫn hướng, để gieo mùa màng, gieo trồng đúng vụ và nhiều điều khác nữa. Ngày nay với các thiết bị GPS, các hệ thống dẫn đường và máy vi tính, chúng ta không cần nhìn lên bầu trời. Tôi muốn làm sáng tỏ một điều là người xưa cũng thông minh không kém chúng ta ngày nay. Trước đây, tôi từng không tin rằng các phi hành gia cổ đại đã viếng thăm địa cầu. Nhưng rồi tôi đã bị thuyết phục bởi vô số những dấu hiệu và những mẫu vật chứng mà chúng ta có thể tìm thấy trên khắp thế giới, ở các nền văn hóa cổ đại khác nhau, trong các câu chuyện thần thoại và truyền thuyết khác nhau. Và tôi tin điều đó đã xảy ra. Bởi khi bạn nhìn vào mọi vật chứng, bạn sẽ chỉ rút ra được một kết luận duy nhất. Nhưng tại sao người cổ đại lại tập trung vào bầu trời và những vì sao? Ngay từ thuở bình minh của lịch sử loài người, có phải họ đang chờ đợi điều gì đó sẽ xảy ra? Hay có lẽ chờ đợi vật thể nào đó, hay ai đó quay trở lại? Cần nhiều hơn những nghi vấn lớn hơn và những tư tưởng lớn hơn.
có thể tìm thấy thứ gì đó trên các hành tinh khác đã dẫn đến một dạng sống. Dạng sống thông minh mà đã từng đặt chân đến trái đất. Điều này rất có thể sẽ xảy ra, bởi vì nguồn gốc của nhiều bí mật đã bị chôn vùi dưới nấm mồ của thời gian. Tất cả những gì chúng ta có chỉ là những vật chứng gợi lại những điều có thể đã xảy ra khi xưa. Một trong những điều đáng nhìn nhận về giả thuyết phi hành gia cổ đại là nó khiến chúng ta phải tư duy dẫn đến câu hỏi: cái này như thế nào, cái kia như thế nào? Chúng ta cần giải thích cho tất cả những điều này. Và tôi cho rằng một trong những lý do chủ yếu khiến các nhà khảo cổ học chính thống phản ứng một cách tự nhiên với giả thuyết phi hành gia cổ đại chính là vì họ quá lúng túng, bởi họ không có được tất cả các sự giải đáp. Một số họ có thể cũng tin rằng có sự sống tồn tại trong vũ trụ, nhưng điều cốt yếu là hãy đưa ra bằng chứng cho tôi thấy là có thật đi. Tôi muốn thấy phi thuyền không gian, tôi muốn thấy thứ gì đó vững chắc, không phải chỉ là vài hình vẽ mà ai cũng hiểu, mà phải là thế này hoặc thế kia. Nhưng sẽ thế nào nếu tất cả những điều này hóa ra là có thật? Điều gì sẽ xảy ra nếu như một vật chứng xuất hiện, một tảng đá, một chìa khóa giải đáp mà chứng minh được rằng giả thiết của chúng ta đã đúng ngay từ đầu? Và nếu điều này là đúng, thì điều gì sẽ xảy ra cho tương lai của chúng ta? Những vị khách ngoài trái đất đã từng ở đây khi xưa, liệu họ có quay lại nữa hay không? Ý tưởng người ngoài trái đất đã từng thăm viếng chúng ta rất hấp dẫn, cuốn hút và thật sự thú vị nếu như nó đã từng xảy ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, giả thuyết của chúng ta sẽ được khoa học chính thống đón nhận. Vấn đề chỉ là 5 năm hay 10 năm nữa mà thôi. Sớm muộn gì, chúng ta cũng sẽ liên lạc được với ai đó bên ngoài kia để rồi nghĩ rằng họ sắp quay lại. Trong những số tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu về những bằng chứng và câu chuyện chứng minh rằng những người ngoài hành tinh đã đến thăm trái đất trên những con tàu vũ trụ. Hãy đồng hành và cùng chúng tôi khám phá xem còn những bí mật nào đã bị thời gian che phủ khỏi tầm mắt. Đừng quên like, share, subscribe kênh Vũ Trụ Nguyên Thủy để không bỏ lỡ những bí mật thú vị đang chờ đón bạn. Còn bây giờ thay mặt ekip, Việt Cường xin chào, hẹn gặp lại và chúc các bạn có một ngày tốt lành.